Mẹ đẻ cháu, mà bây giờ tôi hôm qua đây, mà con tôi nằm như vậy mà không đưa nào xuống hỏi han thăm cho con tôi một nén hương, xem là nó chết thật hay là nó chết rồi. Bệnh viện có phản hồi với gia đình chưa? Không, tôi không biết. Bà bệnh ngồi ở bệnh viện gì suốt từ sáng giờ. Bây giờ con tôi bệnh viện người ta đưa về, tôi chỉ biết tôi ôm con tôi khóc, tôi biết nói làm ai được. Bây giờ các chú nằm góc làm việc thì bây giờ gia đình nhà tôi là như vậy. Bây giờ chỉ cần mở cửa ra thì mẹ hai chết không dám mở ra. Mà để giết con người ta thì bác sĩ kêu tên. Bác sĩ kêu tên. Bây giờ muốn chết đâu. Mà bây giờ chúng mày đến tính tay chúng mày là